lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí già thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đối tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ giác đại lực, chứ độc lực, giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy chứ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính lễ lễ giáo pháp, kính lễ lễ thần chúng, kính chào chư tôn đức và tăng chào tất cả quý đạo hữu tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh có tựa đề Kama Sutta, kinh dục. Thật ra cũng khó để dịch này nếu không giải thích. Tên của bài kinh là vì chiếc bán từ cái câu nói đầu, câu hỏi đầu tiên của vị trời, của vị thiên đó, là cái chữ Kimattha Kamo, lấy chữ Kamo đó để làm, để đặt tên tựa bài kinh chứ không có gì hết. Ở đây trong cái bài kinh ngày hôm nay đó, có một cái điều lạ đó, là khi mà chúng ta nghe nói thì chúng ta thấy là ngược, nhưng mà nghĩ lại thì nó không có ngược chút nào cả. Khi mà chúng ta muốn, chữ Kama ở đây là muốn chứ không phải dục, muốn có lợi ích đó, thì không nên cho cái gì. Không nên cho cái gì chứ phải không cho ai, nghe thưa quý vị. Cái câu hỏi rồi, muốn có lợi ích chúng ta nên, không nên bỏ cái gì, không nên cho cái gì, không nên từ bỏ cái gì. Rồi chúng ta giải thoát cái gì là tốt,
rồi chúng ta nên ngăn chặn cái điều gì? Thì ở đây đó, nó chỉ có bốn điều. Không nên cho cái gì, không nên bỏ cái gì, nên thốt ra cái gì và nên ngăn chặn cái gì. Ý nghĩa đó là gì? Thường thì các cái bài kệ ở trong kinh Tương Ưng Bộ thú vị, đã lận văn kệ thì hơi khó dịch rồi, nhưng mà cái bản dịch thì khiến cho chúng ta cái bản hiểu đến về sau này có những cái nó trục trặc lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta đã có bản hiểu đính, và ở đây chúng ta cũng dựa theo bên chú giải. Chứ còn cái bản in lúc sau này do sửa chữa lại đó, thì có những cái vấn đề nó không có đúng với cái bản dịch nguyên thủy. Cái điều này nhất là Thượng Tọa Giảng Sư cũng phải cẩn thận. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho, mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh. Sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân và Giảng Sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay. Dạ, cảm ơn xin Nhật Quỳnh. Bài 8, Kinh Dục, Kama Sút Tăng. Thoạt nghe thì ngược, nghĩ lại thì không. Dẫn nhập, trong ngôn ngữ biểu đạt, đôi khi nói một điều gì đó mà nói nửa vời thì dễ tạo nên tranh luận. Như người ta nói, người tu thì phải buông xả tất cả. Điều tốt thì đừng để thất thoát, mà điều xấu thì không nên giữ trong lòng. Mới nghe qua thì rất hợp lý, nhưng trong bài kinh này vị thiên hỏi những điều trái ngược. Người mong cầu lợi lạc thì có gì không nên cho, không nên bỏ? Cái tốt nào nên để thoát ra và cái xấu nào nên giữ lại? Đức Phật dạy người trí mong cầu lợi lạc có thể cho tất cả, nhưng không nên cho cả bản thân mình. Nhưng tự nguyện làm nô lệ cho người khác, hay như trong kinh Pháp Cú câu 166, dầu lợi người bao nhiêu chớ quên lợi lạc tự thân. Nhờ hiểu rõ cái gì lợi ích cho mình nên chủ tâm mưu cầu lợi lạc. Hai câu sau có cách hỏi rất thú vị, phàm cái xấu thì không nên giữ lại mà cái tốt không nên cho ra. Nhưng khi được hỏi thì Đức Phật trả lời, thiện ngôn thì nên thốt ra, mà lời nói xấu ác thì nên giữ lại, đừng thốt thành lời. Tựa bài kinh này trùng với một bản kinh Sanskrit của Ấn giáo, với rất phổ biến là Kamasutra, dục kinh, với nội dung không liên hệ gì tới Phật Pháp. Do vậy, tựa kinh này nên đổi lại là kinh ước nguyện, vì chữ Kama lấy từ Atha Kama, nghĩa là mong cầu lợi ích. Kinh văn, nghĩ lợi không cho ai, có người từ bỏ gì, thiện gì nên thốt ra, ác gì nên ngăn chặn. Thế Tôn, có người không cho mình, không nên từ bỏ mình, lời thiện nên thốt ra, lời ác nên ngăn chặn. Bản hiệu đính. Vị thiên, người mong cầu lợi lạc, không cho, không bỏ gì, tốt nào nên xả ra, xấu nào nên giữ lại. Thế Tôn, người mong cầu lợi lạc, không cho mình bỏ mình, lời tốt nên cho ra, ác ngôn nên giữ lại. Thích văn, Atha Kama, mong cầu lợi lạc, mong mỏi những lợi ích. Atta, tự ngã, bản thân, chính mình. Đát đề, cho, bồ xá, người đàn ông. Cách viết ngắn gọn của chữ Purisa,
Bồ Tát chỉ dùng trong thi kệ. Parisi từ bỏ, buông bỏ, và trá lời nói ngôn từ, muôn chay giá, muôn chát tí, bằng thoát ra, xả ra. Cá lì ná, cá già ná, hiền thiện tốt lành, pa pí ca ác xấu, mồ chá dề, mồ chề tí, là thả ra, buông ra, gửi ra. Thích nghĩa theo sớ giải thì khi nói cái gì cho thì được, nhưng không nên cho chính bản thân mình. Có trường hợp ngoại lệ là chư Đại Bồ Tát hành Ba La Mật để trở thành bậc toàn giác thì các ngài có thể cho chính mạng sống của mình. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và sau đây chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Trì, Đức Thế Đức Siêu Hiền Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái bài kinh hôm nay gọi là kinh ước nguyện hay là kinh dục. Trong nội dung của cái bài kinh hôm nay, một cái vị thiên hỏi Đức Phật là cái người mong cầu lợi lạc không cho, không bỏ gì, tốt nào nên xả ra và xấu nào nên giữ lại. Thì Đức Phật này mới trả lời rằng người mong cầu lợi lạc không cho mình bỏ mình lời tốt nên cho ra, ác ngu nên giữ lại. Cái ở đây đó thì chúng ta biết rằng cái câu hỏi thường đó là ở trong cái chúng ta mới nghe qua đó thì có vẻ như là nó có lý, nhưng mà ngược lại nó không phải là như vậy như chúng ta nghĩ. Ở trong đời sống thì thường đó là chúng ta cứ một điều đó là người ta chỉ thấy cái hình ảnh, cái hình thức ở bên ngoài. Khi mà mình làm một cái việc gì đó, nghĩ đó là cái lợi ích chung. Lợi ích chung. Rồi mình xả thân để mà mình làm cái công việc đó. Nhưng mà nhiều khi đó là mình đeo đuổi theo những cái công việc đó, đó mà mình quên mình. Quên mình ở đây đó là có thể nói rằng nhiều khi mình cứ chúng ta cứ nghĩ rằng một cái gì đó là chúng ta cứ lo cho những cái, làm những cái gì đó mà mình nghĩ từ cái hình thức từ bên ngoài, mình lo cho những cái lợi ích chung. Nhưng mà rồi đó là mình quên đi cái phần mà chính bản thân của mình cần có cái sự lợi ích. Đương nhiên đó là khi mà mình thực hiện cái pháp bố thí hay là mình thực hiện những cái thiện pháp gì đó, thì khi mà mình bố thí đó, hay là mình giúp đỡ ai một cái điều gì đó, thì thật sự ra thì cái việc đó là một việc làm mà mình, chúng tôi nghĩ rằng đó là việc làm nên làm, nên làm. Bởi vì cái gì mà mình đem đến cái sự lợi ích cho người khác thì cũng nên. Bởi vì nhưng mà mình
cũng đừng có quên cái mà chính tư lợi cho chính mình. Như là ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy là dù có mang nhiều cái lợi ích cho người khác, nhưng đừng có quên cái phần tự lợi cho chính mình. Lợi ích ở đây đó là mình không quên cái việc mà nỗ lực tu tập cho chính mình. Mình để ý một điều đó là chúng ta thấy rằng Bậc Bồ Tát đó, khi mà phát nguyện ở trong tâm, rồi đến khi mà phát nguyện ra lời, rồi được chư Phật, được Đức chư Phật thọ ký cho đó, thì chúng ta thấy rằng những cái giai đoạn đó, đó thì không phải là một cái điều đó là chúng ta thấy rằng những cái giai đoạn đó không phải là các ngài chỉ lo cái phần đến những cái sự lợi ích. Trong Phật giáo chúng ta có hai cái điều đó là từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ. Cho nên nó là có nhiều người thì chúng ta thấy rằng cái mới nhìn thoạt qua đó, chúng ta nghĩ rằng cái lòng từ của mình được trải rộng cho mọi người đó, đem đến cái sự lợi cho người thì quả thật là cao cả, đó là lòng lớn. Nhưng mà nó có một điều đó là cái trí tuệ đó rất là quan trọng trong cái việc tu tập, nỗ lực tu tập và đi đến cái giác ngộ. Cho nên cả hai cái điều này đó, nó không thể mà chúng ta nói rằng cái này là trội hơn, hay là cái này là nhất mà cái kia là nhị, vân vân. Cho nên khi mà nói đến trí tuệ và từ bi đó, thì là hai cái yếu tố. Giống như là chúng ta thấy rằng một Bồ Tát mà phát nguyện độ đời đó, thì như trong kinh ghi lại đó là như Đức Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì các ngài có cái việc đó là một là làm lợi ích quyến thuộc. Như điều đó đó chúng ta thấy rằng khi mà ở trong giờ đời sống luân hồi đó, thì các ngài dù là chưa giác ngộ, mặc dù là trở thành một cái bậc hiền triết trong cuộc đời này, nhưng mà luôn luôn mang đến cái sự lợi lạc cho thân quyến. Thân quyến ở đây đó không phải là chúng ta hiểu cái sự lợi lạc ở đây đó là không phải là cái lợi lạc về phương diện vật chất lợi lộc ở bên ngoài, mà lợi lạc ở đây đó là làm sao để hướng đến cho quyến thuộc, dắt dẫn quyến thuộc hiểu được Phật pháp, hành được Phật pháp. Ví dụ như chúng ta thấy rằng như là tiền thân của Đức Bồ Tát cũng vậy, ngay cả bà Gia Du Đà La là thê tử của Thái tử Sĩ Đạt Ta, hay là La Hầu La đó, để mà ngày hôm nay cái kiếp chót mà trở thành một vị Phật đó, trở thành một vực A La Hán đó, thì bao nhiêu kiếp cũng đã tu tập, đã phát nguyện, rồi đã tu tập theo cái tâm nguyện mà chính Đức Phật ngài, giống như chúng ta đọc ở trong cái Vesantara, Đức Bồ Tát Vesantara, khi mà ngài cho con, rồi cái người vợ của ngài đó thì cũng cho để chi, cầu cái đạo giải thoát. Còn đối với vợ của ngài cũng vậy, ngay cả cái kiếp chót là La Hầu La, Gia Du Đà La cũng vậy, bao nhiêu kiếp nguyện là trở thành một cái người, để một cái vật thí để cho Đức Bồ Tát ngài bố thí, ngài bố thí để được nguyện thành Phật, và Gia Du Đà La cũng nguyện trở thành một cái người để cho ngài thí, để giác ngộ. Thì ở đây đó là khi mà còn là một cái vị mà Bồ Tát đó, thì ngài cũng đem cái hạnh nguyện đó, vừa là đem cái lợi ích cho quyến thuộc. Cái điều thứ hai nữa là bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác á, thì các ngài đây mang lại cái lợi ích cho chính bản thân của ngài.
Bởi vì Ngài làm những cái việc thiện sự gì đó, nói trong cách khác, tức là Ngài bổ túc pháp độ Ba La Mật để giác ngộ thành Phật đó, thì Ngài cũng không quên cái việc mà hướng đến cái đạo lộ giải thoát để giác ngộ. Rồi là khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, thì Ngài mang cái giáo pháp đó ra giảng dạy, mang cái lợi ích, lợi lạc cho chư thiên và loài người. Cho nên nó thường là chúng ta nói rằng Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài có gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là tự Ngài giác ngộ, tu tập để được cái đạo lộ giải thoát. Rồi Ngài đem đến cái cho đời, rồi các cái công hạnh của Ngài được viên mãn, được viên mãn. Thì ở đây đó, nói một điều đó là có nhiều khi đó chúng ta nghe một cái gì đó nó mang tính rất là rộng lớn, rất là bao la, rất là cái tâm rất là quảng đại. Quảng đại, quảng đại là ở chỗ đó là chúng ta cứ nghĩ rằng một cái gì đó xông xáo trong cuộc đời này, sự thật ra đó là giống như là mình xông xáo trong cuộc đời này, đó là một cái sự hy sinh lớn, sự hy sinh lớn. Nhưng mà nhiều khi đó là chúng ta quên cái việc tư lợi, tự lợi cho chính mình. Tự lợi ở đây là nỗ lực tu tập, nỗ lực tu tập. Như quý vị biết rằng là mình á, một cái người mà giống như là một vị giảng sư vậy đó, một vị pháp sư, cũng có cái hình ảnh giống như là một cái con lân. Con lân làm múa rồi để cho các cái lễ hội nó đẹp, có nghĩa là mang đến cái sự lợi lạc cho cái hội chúng. Nhưng mà rồi đó thì những cái lúc mà mình trở về mà ở nơi của mình, nơi mà riêng tư của mình, thì mình cũng có cái phần tự lợi cho chính mình. Tự lợi ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng có một người, có những người, có những vị đó thì đeo đuổi theo pháp học, rồi có vị thì đeo đuổi theo pháp hành, có vị thì vừa đeo đuổi theo pháp học vừa đeo đuổi theo pháp hành. Có nghĩa là những cái lúc mà mình về ở cái nơi chốn của mình đó, rảnh rỗi đó, thì mình cũng có thể tìm hiểu kinh điển, hoặc là mình có thể là tập cho mình cái đời sống nội tâm thiền định. Đó chính là cái phần tự lợi cho chính mình. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy một điều đó là có nhiều khi họ, đặc biệt là Phật giáo Bắc truyền, chúng ta thấy một điều đó là đặt nặng cho một cái gì đó mà mình nghĩ rằng đó là một cái sự hy sinh rất là lớn. Ví dụ như là tâm nguyện của một vị Bồ Tát, thì theo Bồ Tát của các cái vị Phật giáo Bắc truyền thì họ định nghĩa cái khác. Còn đối với lại Phật giáo Nguyên Thủy ở trong kinh điển Pali đó, thì chúng ta thấy là những chúng sanh có cái ý hướng giác ngộ mà chưa được giác ngộ thì đó được gọi là Bồ Tát. Nhưng mà đối với Phật giáo Bất Truyền ấy, thì nó lại ngược lại. Nó ngược lại là sau khi chứng quả vị A-La-Hán, muốn thành Phật á, chánh đẳng chánh giác á, thì mới lại là phát nguyện trở thành một vị Bồ Tát để sao trở thành Phật. Thì nó lại ngược lại. Thì ở đây đó, chúng tôi nói điều đó là có những vị đó, chúng ta thấy Phật giáo Bất Truyền có một cái nói điều này để là mình thấy rằng là không phải chúng tôi có cái ý nghĩ là phủ nhận hay là đã phá, nhưng mà có một điều đó là giống như là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Chúng ta thấy khi mà Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện theo trong kinh Phật giáo Bất Truyền thì Phật giáo Ngài Địa Tạng là Bồ Tát Địa Tạng là Ngài Địa Tạng là phát nguyện là khi mà chưa độ hết chúng sanh ở cõi địa ngục thì chưa thể thành Phật. Thì nếu mà mình xét về cái lý kỷ đó thì hiện nay cũng chưa thành Phật, bởi vì chúng sanh ở trong cõi địa ngục không bao giờ hết, không bao giờ hết, bởi vì chưa phát nguyện, chưa có thể độ hết chúng sanh trong cõi địa ngục thì không thể thành Phật. Thì chúng ta nghe cái nguyện độ đó đó thì nghe nó rộng lớn, nghe cái tâm nguyện bao la như vậy. Bởi vì khi nãy chúng tôi nói cả hai cái yếu tố,
từ bi và trí tuệ của đạo Phật rất là quan trọng. Từ bi trí tuệ đạo Phật rất là quan trọng. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta có từ bi mà chúng ta thiếu đi cái trí tuệ, mà chúng ta không thể nói rằng là chúng ta đặt nặng về trí tuệ để rồi chúng ta thiếu đi cái lòng từ bi. Như vậy thì ở đây đó, cái tâm nguyện độ đời đó, cái tâm nguyện mà mình nghĩ rằng cái việc gì đó nó liên quan đến cái đạo lộ giải thoát đó, thì là một cái việc mà rất là cần, rất là cần trong cái đời sống tu học của mình. Cũng như Đức Phật vậy đó, Ngài có hai cái điều. Một đó, là Ngài tinh tấn trong tất cả các cái thiện pháp, dù là hoàn cảnh nó như thế nào, nắng mưa, kiếp này, kiếp kia, kiếp nọ, kiếp làm người, kiếp làm như thế này thế nọ, thì cái sự tinh tấn trong thiện pháp Ngài vẫn có được cái sự tinh tấn. Điều đó đó chúng ta thấy rằng Ngài khi mà giác ngộ thành Phật ở dưới cội cây Bồ Đề trong kiếp chót rồi đó, thì suốt trong suốt 45 năm hoằng pháp đó, thì Ngài đã không ngừng nghỉ trong các cái việc mà thực hành. Ở đây đó không phải là thực hành để Ngài được cái quả vị Phật, mà trong năm cái phận sự của một vị Phật đó, là buổi sáng sớm Ngài dùng cái tuệ nhãn của một vị Phật quán sát chúng sanh nào có cái duyên để Ngài tế độ, thì Ngài lại có mặt ở nơi đó để Ngài tiếp độ của Ngài ấm độ. Cái đó đến nữa là Ngài đi trì bình khất thực, Ngài đi trì bình khất thực để mà Ngài cho chúng sanh gieo duyên lành ở trong Phật Pháp. Những ai được đảnh lễ Ngài, những ai được cúng dường cho Ngài, thì cái người đó họ sẽ có được phước rất là nhiều, những chúng sanh đó được phước rất là nhiều. Buổi chiều lại thì Ngài lại thuyết pháp cho hàng cư sĩ. Bởi vì thường thường đó là mỗi buổi chiều ở nơi đâu đó, đặc biệt là ở chùa Kỳ Viên, là có một thời gian dài 19 hạ Đức Phật Ngài ở đó, thì mỗi buổi chiều thì Ngài lại thuyết pháp cho những hàng cư sĩ. Những hàng cư sĩ xung quanh đó đi đến để nghe pháp từ nơi Ngài, họ cũng được lợi lạc. Tối lại đó thì Ngài giáo giới cho chư tỳ kheo, những điều Ngài nhắc nhở, hướng dẫn, dạy dỗ cho chư tỳ kheo để đệ tử của Ngài biết để thực hành theo. Và khuya lại thì Ngài thường thuyết pháp cho chư thiên. Thì năm cái phận sự, năm cái việc đó đó, chúng ta thấy gọi là gọi là Phật sự đó. Thì năm cái việc đó Ngài làm hàng ngày trong suốt 45 năm hoằng pháp như vậy, không mỏi mòn. Cái đó là thể hiện lên cái lòng từ của Đức Phật, lòng từ Đức Phật. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng có những mà yên tĩnh, những cái lúc mà Ngài không còn phải thực hiện những cái việc đó, thì Ngài trở về nơi ám thất của Ngài, Ngài vẫn có cái an tĩnh, tức là có được cái sự an lạc của chư Phật, có được sự an lạc của chư Phật. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là một người tu trong Phật Pháp, chúng tôi xin hỏi là quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Phong Lan. Người tu trong Phật Pháp đó, như là trong Kinh Pháp Cú khi nãy nói đó, là dù là lo cái phần mà lợi ích cho nhiều người đó, cũng không quên cái phần tự lợi cho chính mình. Phần tự lợi cho chính mình. Như vậy thì ở đây đó, nói rằng cái ngôn ngữ, cái lời nói, thí dụ như bây giờ nè, dĩ nhiên là trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó là cần phải trau dồi, hay nói cách khác là trau dồi thân nghiệp, trau dồi khẩu nghiệp, trau dồi ý nghiệp. Cái ý nghiệp mà suy nghĩ xấu á, chúng ta cũng không nên để cho cái ý nghiệp đó nó suy nghĩ sai. Bởi vì trong cái suy nghĩ của mình á, mà để cho tham dục nó sanh khởi, để cho cái sân hận nó sanh khởi, để cho cái não hại nó sanh khởi, tức là mình nghĩ đến sự quán tù, rồi nghĩ đến cái cột quan trái với những chúng sinh khác đó, thì cũng không nên. Mặc dù là
mình nghĩ những cái điều đó nó từ phát xuất từ ở trong tâm của mình thôi, nhưng mà mình không điều phục đó, không điều phục cái tâm của mình thì lâu ngày chày tháng đó, thì cái tâm bất thiện của mình nó cứ nghĩ hoài. Bởi vì trong bát chánh đạo thì trước tiên là chánh kiến và chánh tư duy, mà nếu mà để cho cái tà tư duy mình sanh khởi lên, tức là mình nghĩ đến dục tham, nghĩ đến cái sân hận, nghĩ đến cái não hại đó, thì rõ ràng là cái điều đó là cái tà duy. Như vậy thì cái người tu á, là mình điều phục cái tâm của mình, điều phục cái tâm của mình. Khi mà mình điều phục cái tâm của mình cho tốt bằng những cái sự thiền tập của chính mình, rồi bằng cái việc mà tu tập trau dồi cho chính mình, như vậy đó là cái điều cần thiết. Bởi vì mình hiểu rằng là trong cái đời sống luân hồi này đó thì quả thật nó dài. Như Phật đã nói rằng là Phật đã dạy rằng là chính ngài và chúng sanh cũng đang trôi lăn trong sanh tử luân hồi này. Và cái người mà tạo nên cái đời sống luân hồi này đó chính là phiền não, tức là tham ái, là vô minh, là chấp thủ. Cái điều đó nó là cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi này, hay nói cách khác tức là cái nhân ông để tạo ra cái đời sống luân hồi này, xây dựng nên cái thân ngũ quẩn này. Để chúng ta thấy rằng mình để ý rằng mình luân hồi ấy, thì dục sắc và vô sắc mình dường như là có trôi lăn qua hết. Là khi mà Đức Phật ngài nói rằng chính cái người mà tạo nên cái đời sống luân hồi này là do phiền não, và hôm nay đó, dưới sau khi mà ngài giác ngộ thành Phật rồi đó, thì cái người mà xây dựng nên cái thân ngũ quẩn này hay xây dựng nên cái ngôi nhà này không còn có cái cơ hội để xây dựng nữa. Và chính ngài nhận thức được cái đời sống luân hồi này nó khổ, nó khổ, và vì vậy cho nên là Phật mới phát nguyện độ đời, độ đời. Và chính độ đời đó là ngài cũng đã tu tập để giác ngộ thành Phật. Mình hiểu một điều đơn giản như thế này, giống như là một người mà qua sông vậy đó, mà thật sự là mình là cái người mà phải đi trên cái chiếc thuyền ấy, chiếc đò đó, thì mình mới có thể vớt người ta được, vớt người ta được, thấy người ta bơi lặn hụp đó, thì mình mới có thể vớt người ta được. Còn nếu mà mình nói cho nó nhiều, nói cho nó quy mô, hay nói cho nó to lớn lên, hoành tráng lên á, nhưng mà bản thân của mình chưa được cái gì á, thì chưa có thể nói sự tiếp độ, chưa nói sự tiếp độ. Vì vậy cho nên là nguyện thành Phật, nguyện để giác ngộ, đó là điều cần thiết, nhưng mà phải nỗ lực. Giống như trong cái tinh thần tu tập của Phật giáo đó, là mình có cái ý muốn thiện, muốn để tu tập để được giác ngộ, đó là ý tu. Mình phải có cái ý muốn thiện, muốn tu tập, muốn trau dồi thân tâm, muốn giác ngộ thành Phật, muốn thực hiện những cái thiện pháp, thì mình phải có cái ý muốn. Nhưng mà mình có cái ý muốn không chưa đủ, mình phải có sự tinh tấn, mình phải có sự siêng năng tinh tấn, thực hành những cái thiện pháp đó trong mỗi cái trường hợp, trong mỗi cái thời điểm, mình luôn luôn thực hành những cái thiện pháp. Rồi khi mà mình tinh tấn như vậy đó, thì mình cần phải trau dồi cái định tâm của mình, để mà mình có thể thành tựu được cái nội tâm của mình được kiên cố, tức là mình đắc định, hoặc là mình có thể là trau dồi cái trí tuệ của mình nhạy bén, để có thể đủ cái khả năng đoạn trừ những cái phiền não tham ái, vô minh hay là chấp thủ đó, thì mình mới có thể đạt được sự giải thoát. Như vậy thì ở đây đó, cái ý muốn thiện là một điều kiện cần thiết. Nhưng mà rồi đó là chúng ta có cái ý muốn không cũng chưa đủ, cái ước nguyện không cũng chưa đủ. Mình cần phải có cái sự nỗ lực trau dồi cái nội tâm của mình, thì mình mới có thể loại trừ được cái phiền não, đoạn trừ được những cái phiền não để đạt được cái sự giải thoát. Như vậy thì ở đây trong cái ý muốn của mình, ý muốn thiện đó là cần phải trau dồi. Nhưng mà cái pháp bất thiện đó, cái nội tâm mà tham sân si đó, thì mình cần phải loại bỏ. Ngay cả những cái ý nghĩ mà mới mới manh muốn lên thôi đó, thì mình cũng phải dẹp bỏ.
dẹp bỏ, giống như một người có sự tinh tấn là ngăn trừ những cái pháp bất thiện chưa sanh thì không cho nó sanh, nhưng mà pháp bất thiện đã sanh rồi thì cần phải loại bỏ. Loại bỏ bằng cái sự kham nhẫn, loại bỏ bằng sự giữ giới, hay loại bỏ bằng thiền định ở trong đời sống tu tập của mình, hay là loại bỏ bằng cái trí tuệ để đoạn trừ, thì tùy theo cái giai đoạn, tùy theo cái công hạnh tu tập của mình trong mỗi cái thời kỳ, mỗi cái thời điểm. Như vậy thì ở đây đó, khi mà mình biết rằng cái pháp bất thiện là cần phải loại bỏ, nhưng mà rồi cần phải trau dồi những cái thiện pháp ở trong tâm của mình, rồi mình nuôi dưỡng cái thiện pháp đó nó lâu ngày, nó bền vững, nó vững chắc ở trong cái thiện pháp. Như vậy thì ở đây đó có thể nói rằng một người khi mà tu tập đó thì chúng ta thấy rằng mình có cái ý nghĩ bất thiện thì mình cũng không nên, không nên. Mặc dù là người ta nói cái câu là có gì thì để trong lòng, nhưng mà rồi đó quý vị thấy rằng cái kim mà lâu ngày để trong bịch đó, trong bao ni lông á, thì lâu ngày trong túi nó cũng có ngày nó đâm nó chọt ra. Cũng như vậy, một người tu tập mà để chứa cái tư duy bất thiện đó, nó cũng không là nên, không nên. Nhưng mà một khi mà mình đã biết như vậy rồi thì mình ráng cố gắng để mà mình trau dồi cái nội tâm của mình. Cái điều thứ hai nữa đó là khi mà nói đến cái việc mà trau dồi cái nội tâm rồi đó, thì bên cạnh đó đó là mình điều phục được cái lời nói của mình. Cái lời nói á, mình cái lời nói thiện gì đó thì mình nên phát huy, phát huy. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị thấy rằng có nhiều người nói là tu thân, tu khẩu hay tu ý. Thì cái tu khẩu, tu khẩu, tu lời nói không phải là mình không nói, không phải là mình không nói. Dĩ nhiên là mình nói những điều thiện thì mình nên nói, những cái điều bất thiện là mình không nên nói. Khi mà mình nói những cái lời mà đem đến tổn hại, tổn thương người khác thì không nên. Tại vì sao? Ngay cả chúng tôi nghĩ là ở trong cuộc đời đó, ngay cả những cái việc đời sống, trong đời sống hàng ngày bình thường cũng như mình thấy những cái gì có lợi ích cho người khác trong cái đời sống của những người cư sĩ đó. Thí dụ như một người mà có cái kiến thức về các cái nghề nghiệp mà mình hướng dẫn cho người ta có những cái nghề nghiệp chân chánh bằng tay lao động của họ, giúp cho họ có được cái nghề nghiệp chân chánh đó để họ nuôi mạng sống của họ, thì cái lời nói đó cũng nên nói để người ta do cái kiến thức đó, do có cái nghề nghiệp đó, họ tạo dựng ra cái của cải vật chất để họ sống được an lạc, đó cũng là lời nói tốt. Giống như là một cái người thầy đó, khi mà truyền dạy cái kiến thức cho người đó, thì dù là mình là cái nghề nghiệp gì đi nữa, ông thầy giáo thì dạy kiến thức với các cái môn học chuyên môn của mình, nhưng mà người thợ mộc thì dạy cái kiến thức của cái người thợ mộc, một cái người thợ hồ thì dạy cái kiến thức cho một cái người thợ hồ, để họ có được cái kiến thức đó, họ sống được an vui. Đối với một cái người tu sĩ đó, đặc biệt là ở trong Phật pháp, chư tăng cũng vậy, thường là chư tăng không bao giờ, nếu mà mình thấy rằng lời nói, dù là cái lời nói mà nó trực tiếp hay là nó gián tiếp đem đến cái tổn thương đến những người khác xung quanh thì cũng không nên. Thì quý vị biết rằng mình có ba cái nghiệp mà nghiệp khẩu, nghiệp thân và ý. Nghiệp thiện thì nên nói ra, còn cái ác nghiệp, khẩu ác nghiệp thì không nên nói. Cho nên là mình nói những cái lời nói gì đó mà gây đến cái sự tổn thương cho người khác, dù là trực tiếp hay là gián tiếp thì cũng không nên. Bởi vì trước khi mình nói, mình suy nghĩ rằng cái lời nói đó có gây tổn thương đến cho ai hay không, cái tổn thương này như thế nào, gây đến tổn thương, tổn hại đến những chúng sinh khác thì cũng không nên. Bởi vì mình biết rằng là mình vui trong cái điều thiện của người khác làm thì mình cũng được hân hoan, cũng được hỷ lạc, cũng được có cước.
huống chi là mình vui theo cái điều bất thiện của người khác làm thì mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái tâm của mình. Cho nên đằng này là mình nói những cái lời hiền thiện, mình nói những cái lời hiện thiện, giống như chư tăng nói Phật pháp cho những người cư sĩ Phật tử nghe, để chỉ có những người có niềm tin mới nghe được Phật pháp. Còn cái người mà không có niềm tin thì họ không nghe được Phật pháp một cách lâu dài đâu. Một lúc nào đó thì lý này hoặc lý do nọ họ cũng rời bỏ Phật pháp thôi. Chỉ có những cái người niềm tin, những người mà thấy cần thiết có được cái sự lợi ích trong cái việc nghe pháp thì họ sẽ cố gắng để tìm hồi học hiểu, để họ học hỏi, để họ nghe, để họ học hỏi, từ đó họ có lợi ích. Như vậy thì thể hiện được cái lời nói của mình, khi mà nói những cái lời mà có lợi ích trong Phật pháp, mình phiến dụ cái lời Phật pháp cho họ nghe, hướng dẫn Phật pháp cho họ nghe, thì những cái người nghe đó họ cũng được lợi ích, và bản thân của mình cũng được lợi ích. Giống như chúng tôi nói nè, mình nói Phật pháp là để lợi ích cho những người khác, nhưng mà mình ngồi mình nghe chứ các vị tu túc mà giảng đó, giải đó, thì mình cũng được lợi ích, là mình học hỏi ở đó rất được nhiều, được rất là nhiều lợi lạc ở trong cái kinh nghiệm, hoặc là những cái mà ngóc ngách, hay là những cái mà ý pháp rất là sâu xa, thì chúng ta nghe ở đó chúng ta cũng được học hỏi rất là nhiều. Hơn nữa đó là mình nghe Phật pháp là để bổ, để tạo quân tập cho cái phước trí cho chính mình, phước trí cho chính mình. Mà quý vị biết rằng cái kiến thức của mình á, cái kiến thức mà chúng tôi nói ở xã hội đó, nó có thể làm lợi lạc cho chúng ta ở trong đời sống này, đời sống này rất là nhiều. Nhưng mà cái tri kiến á, thì không những nó làm lợi lạc cho chúng ta trong đời này, ý chúng tôi nói là một người học được Phật pháp, có niềm tin, có tu tập, tri kiến được đúng đắn vững vàng thì chẳng những có lợi cho đời này mà có lợi cho đời sau nữa, và có lợi cho cái tiến trình tu tập của mình, đó là chánh kiến. Cho nên là mình tu tập mà trong Phật pháp mình có được cái chánh kiến, tức là nhờ mình nghe Phật pháp, mình suy tư Phật pháp, rồi mình thể hiện tu tập ở trong Phật pháp này, thì mình sẽ có được cái trí tư, mình có được cái trí văn, mình có được cái trí tu, là do mình nghe được Phật pháp đó. Cho nên ở đây đó là cái lời nói nào mà nó mang đến cái sự tổn thương thì không nên cho ra, đưa ra cái người lời đó. Nhưng mà cái vật thể mà ở bên ngoài đó, chúng ta thấy rằng cái vật thể ở bên ngoài đó, những cái gì chúng ta có thể cho được, giúp được cho người khác, chia sẻ cho được người khác, đó là cái hạnh bố thí cho một của một người, hay là cái hạnh cúng dường một người của một người, hay hoặc là chư Bồ Tát đó, chúng ta thấy là Đức Phật ngài không phải là cho vợ cho con không đâu, mà ngài còn cho đến bản thân của ngài nữa mà. Có kiếp là ngài là một cái vị hoàng tử, một trong cái ba anh em hoàng tử, nhưng mà rồi đi vô trong rừng là thấy cái con cọp mẹ đó nó bị lọt ở dưới cái hố như vậy, lọt dưới cái hố, rồi dưới cái trũng sâu, rồi có những con cọp con nó cũng bị lọt ở dưới đó, nó bị rớt xuống dưới đó, rớt xuống đó rồi con cọp mẹ thì bị đói, những con cọp con thì cũng đâu có sữa, đâu có thức ăn gì đâu mà uống, đâu có thức ăn gì mà ăn ở dưới cái trũng sâu đó. Thì ngài thấy như vậy, ngài phát nguyện để gieo mình xuống để mà ngài cho cái con cọp đó. Cái tâm nguyện mà cho một con cọp, cho con cọp ăn, cái tâm nguyện của một vị đại nhân, của một người đại nhân, mà nãy chúng ta đọc có cái từ gọi là Bồ Xá, hay là từ ở cái từ chữ Bú Rí Xá, tức là một người nam, hay nói là một cái người hiền nhân, hay là một cái bậc hiền kiếp trong cuộc đời này. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng để mà thực hiện trở thành bổ túc pháp độ Ba La Mật thì không phải là Đức Bồ Tát ngài chỉ cho vợ, cho con, cho tài sản không đâu, vật ngoại thân không đâu, mà ngài cho luôn cả cái tính mạng của ngài. Để chi? Ngài đổi lấy cái điều là mong cầu đạo lộ giải thoát, quả vị giải thoát. Từ cái việc mà có cái quả vị giải thoát đó thì ngài đã đem cái sự lợi lạc rất là nhiều. Nhưng mà khi mà ngài còn là Bồ Tát, dù chúng ta đọc trong kinh Bổn Sanh á,
Có khi đó là chúng ta thấy rằng ngài 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 xuất thân là một cái người hiền triết trong một cái làng, cái xóm đó đó, cái nơi đó đó, thì ngài cũng dạy những cái điều lành, những cái điều lợi ích cho những cái người chung quanh, những cái người học trò học được cái môn nghệ thuật này, môn môn nọ, để có được cái kiến thức kiếm sống trong cuộc đời này. Rồi đó là khi mà ngài thành Phật rồi đó, thì ngài nguyện để thành Phật, ngài nguyện để thành Phật. Những cái việc làm mà ngài làm trong cái việc bổ túc ba la mật để thành Phật đó, thì sau này ngài thành Phật đó, thì ngài mới là đem cái giáo pháp đó, mới là ban rải cho cả cả trời người, cả trời người. Cho nên là chúng ta tụng ở trong kinh đó, khi chúng ta tán thán trong một trong 10 cái hồng danh của Đức Phật về việc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó, thì 10 cái hồng danh đó là của một vị Phật đã có được. Thì khi mà mình gọi là thiên nhân, là thầy của trời người, để mà trở thành một cái ngôi vị, hay là mình nói cái ngôi vị, hay là ở trong một cái địa vị, ở trong cái gọi là thiên nhân sư đó, được thế gian ca tụng, được trời người tán thán như vậy đó, thì ngài được gọi là trời người tán thán hay là ca tụng là thiên nhân sư, là thầy của chư thiên và nhân loại đó, thì rõ ràng là ngài đã xứng đáng như là một cái vị thầy của trời và người. Bởi vì sao? Cái điều mà người trước nay, ngoại trừ chư Phật quá khứ, trước nay chưa từng ai hiểu thấu ra những cái điều đó, tức là giác ngộ ra những cái nguyên lý về pháp trong cuộc đời này, mà ngài lại hiểu thấu hiểu và ngài giác ngộ cái nguyên lý pháp ở trong cuộc đời này. Rồi ngài giảng dạy cái pháp đó mang đến cái sự lợi lạc cho chư thiên và loài người. Ví dụ như chư thiên nghe đó, thì chư thiên cũng được cái sự lợi lạc đó. Rồi loài người từ Sa Môn, Bà La Môn nghe được có cái duyên lành, được hấp thu, được trao dồi đó, thì cũng được cái sự lợi lạc. Cho nên ở đây đó, là khi mà nói đến cái điều mà gọi là để trở thành một cái vị Phật, thì có thể nói rằng cái suy nghĩ mà bất thiện đó, thì mình cũng không nên để trong lòng, mà cần phải loại bỏ nó ra, rồi cái lời nói mà bất thiện đó, cái lời nói bất thiện đó, thì quý vị thấy rằng mình gây đến cái sự tổn thương, dù là trực tiếp hay gián tiếp, sai gần đó, thì khi mà mình làm tổn thương đến một người nào đó, thì cũng không nên. Mà cái lời nói gì chúng ta nói ra mà mang đến cái sự lợi lạc cho người khác, cái lợi lạc cho người khác, lợi lạc về trên phương diện trong cuộc đời này, hay là xuất ra khỏi cuộc đời này, hay là thế vượt ra khỏi thế gian, tức là pháp mà dẫn đến cái sự chứng ngộ, giác ngộ đó, thì cũng nên làm cái sự lợi lạc đó. Như vậy thì cái sự lợi lạc đó thật sự là nó mang lại cái sự lợi ích rất là lớn. Khi mà mình nghĩ rằng ở trong cuộc đời này đó, mình có mong muốn không thành Phật không cũng chưa đủ, mà mình cần phải có sự tinh tấn thực hành ở trong các cái thiện pháp, mà cần phải trau dồi cái tâm của mình. Bởi vì một khi mà tâm được an tịnh, tâm được thanh lọc, loại trừ những cái phiền não, thì thật sự là mới mang đến cái sự an lạc giải thoát. Và khi mà một người được an lạc giải thoát, thì cái sự an lạc giải thoát đó, nó lan tỏa cho rất được là nhiều người, được rất là nhiều người được cái sự lợi lạc đó. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà gọi là cái điều gì lợi ích đó, thì ở đây đó mình cũng phải thực hiện những cái sự an vui đến cho người, dù ở trên cái vai trò nào mình cũng mang đến cái sự an vui.
Nhưng mà khi mình mang vô an vui đến cho người nào đi nữa thì ở đó mình cũng không có quên cái phần mà an lạc cho chính mình, tự lợi cho chính mình. Tự lợi là ví dụ như quý vị biết rằng mình tu tập những cái thiện pháp khác, nhưng mà rồi đó là ví dụ như quý vị phục vụ mang đến cái sự lợi lạc cho người khác như vậy, nhưng mà không, cũng không quên là cái việc mà mình thường trao dồi cái sự tu tập cho chính mình. Lúc nào mình đi ra lễ hội, đi chùa, hay là mình nghe Phật pháp ở đây, tức là mình vừa là lợi ích cho chính mình, hay là mình có cái sự giống như có cái sự mà hậu độ, hay là có một cái việc mà ví dụ ở trong cái đời sống này, đó là cái việc mà mình tạo cái phước cho chính mình, hay là nói cách khác là mình tạo những cái công đức cho chính mình. Nhưng mà tạo công đức cho chính mình á, cũng không quên cái việc mà mình tạo công đức cho chính cái nội tâm của mình. Bởi vì mình cần phải trau dồi cái nội tâm, cần tu tập, cần phải trau dồi, cần phải sửa chữa. Bởi vì những điều gì mà mình mang đến cái sự lợi ích cho những người khác thì cũng nên, mà cũng không quên cái phần mà tự lợi cho chính mình. Tức là những cái lúc mà quý vị thấy rằng là mình làm cái thiện sự này, thiện sự kia, nhưng mà rồi đó lúc mà mình về cái nơi của mình, cái nhà của mình, lúc nào cũng vậy, mình cũng nhớ đến Phật pháp, rồi mình cũng phải biết trau dồi cái nội tâm của mình. Đặc biệt là khi mà mình suy tư cái gì đó thì hãy suy tư những cái điều chân chánh, những cái điều nó, đừng để cho cái sự tham luyến, sự dính mắc nó ở trong đời sống của mình, nó không tốt. Rồi là chúng ta phải suy tư những cái gì mà để nhớ đến Phật pháp, để chúng ta an tịnh cái nội tâm, an tịnh cái nội tâm. Mà an tịnh nội tâm ở đây đó là mình trau dồi bằng phương pháp thiền của chính mình. Bởi vì lúc nào cũng vậy, suy quán đến cái lời dạy của Đức Phật, để rồi chúng ta tự thực hành, rồi trau dồi cho chính mình. Khi mà mình làm lợi ích cho chính mình á, thì cũng có nghĩa là mình sẽ làm lợi ích cho những người xung quanh. Chứ đừng nghĩ rằng một cái gì đó ta cứ làm những cái chuyện ở bên ngoài, cứ bôn ba cái việc này, bôn ba cái việc nọ, nhưng mà cuối cùng cái tâm của mình á, nó sáo rỗng, nó vọng động, nó chao đảo, thì cái việc đó mình mất đi cái sự tự lợi cho chính mình. Rồi cái việc gì chúng ta làm cũng có nghĩa là mong sao với cái thiện sự này, cái công đức này, hướng đến cái đạo lộ giải thoát, gọt sạch được những cái phiền não để chúng ta được cái sự an lạc, thì chúng tôi nghĩ điều đó đó nó thật sự là nó hài hòa, và nó mang đến cái điều an lạc cho mình và an lạc cho những người xung quanh của mình. Đặc biệt là mình tu tập, biết tu tập á, thì những cái điều gì mà mình nghĩ rằng nó thật sự là mang đến cái sự an lạc nội tâm cho chính mình, hoặc là tiến hóa cho cái đời sống tu tập của mình, để hướng đến cái đạo lộ giải thoát đó, thì điều đó chúng ta cũng nên cần, nên làm. Để chi? Mình nghĩ đi nghĩ lại đó, là không có cái sự nương tựa nào bằng chính cái sự mà mình nương tựa cho chính mình. Lấy pháp làm cái chỗ nương tựa, lấy cái lời dạy của Đức Phật làm cái chỗ nương tựa, rồi từ cái chỗ nương tựa đó chúng ta thực hành, đó là cái sự gắn bó của mình ở trong Phật pháp, để mà mình tìm được cái nguồn an lạc. Thì chúng tôi xin được dứt lời cái bài học hôm nay. Dành thời gian còn lại, Chư Tăng sẽ thảo luận để chúng ta được nhiều sự lợi ích hơn thêm. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sa thủ kính trên thượng tọa pháp tân, bạch thượng tọa thượng sư, thượng tọa có ở trước máy và nghe rõ không? Nếu thượng tọa thượng sư đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô theo luật được tiên. Có lẽ thượng tọa thượng sư không có mặt ở cái máy. Thượng tọa pháp đăng đây, thượng tọa đăng có nghe được không? Nếu thượng tọa đăng đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ. Dạ. Thượng tọa pháp đăng nha. Có một điểm mà tương đối rất là tế nhị là cái khả năng quân bình ở trong đời sống tu tập của chúng ta, ở cái mức độ nào mà gọi là vừa phải để sống vì mình, ở mức độ nào vừa phải sống vì người. Tại vì có nhiều khi con người chúng ta sống rất là ích kỷ, chỉ biết bản thân mình thôi, nhưng mà rồi cũng có những khi chúng ta lo chuyện bao đồng thiên hạ nhiều quá rồi chúng ta quên đi cái lợi ích chân thực của mình. Thì pháp đăng có thể chia sẻ bằng kinh nghiệm cá nhân là làm thế nào mà để chúng ta quân bình giữa cái gì lợi ích của cho người khác và lợi ích cho mình hay không? Kính thỉnh thượng tọa pháp đăng. Alo. Yeah. Tôi bất đăng kinh lễ Đức Tam Bảo, kinh lễ huyền tọa Đại Sư, tọa Giác Đẳng, tọa Bất Tăng, tọa Minh Hạnh, Đức Đại Tri, sư huynh thông của chư tôn Đức Tăng, kính chạy bài của thượng lượng thành gia Phật tử. Thật sự thì trong đời sống, khi mình chưa có ý thức được thì mình bị cái khuynh hướng, là cái khuynh hướng ta có thói quen. Ví dụ mình đi làm việc đó, riết mình quen cái việc đó. Nhưng mà rồi có những lúc mà mình tu tập đó, thì mình lại quen cái sự tu tập theo cái cho mình thôi. Thì chỉ có khi nào mình suy nghĩ, mình thấy cái thời gian mà mình có thể chia ra được, mình chia ra như là Đức Phật ngày dạy một cái vị thì cô như là Đức Phật ngày làm những cái Phật sự, hay là vị tỳ cô mà học theo lời giảng Đức Phật mà buổi chiều mà biết giảng đạo thuyết pháp cho Phật tử nghe, đó cũng là cái cách mà mang lại cái lợi ích cho hội chúng. Còn có nhiều khi đó thì nếu mình không có biết chia ra như vậy thì mình tự sống cho bản thân mình thôi. Thì có nghĩ rằng á, một cái người mà có cái sự suy nghĩ đó, ví dụ mình tu tập á, mình có sự suy nghĩ, suy nghĩ rằng mình tu tập như vậy nhưng cái duy nhất nội giải thoát đó, nó không phải là mình muốn mà được, không phải mình muốn mà được. Bởi vì nếu mà thật sự ra một tất cả người tu mà mong giải thoát đó, thì cái điều đó là đúng, nhưng mà rồi lúc nào mà giải thoát nó lại là khác nữa, là khác nữa. Chính vì điểm đó nên mình suy nghĩ như vậy đó, thì mình làm cho cái Phật pháp mà nó có lưu truyền lại. Nếu mình lỡ mình lúc đó có luân hồi trở lại đó thì mình còn gặp Phật pháp, chứ còn nếu mà mình không làm như vậy đó thì mình không có gặp lại nữa, mình cũng khó, rất là khó gặp lại. Chính có khi là mình suy nghĩ như vậy đó thì mình mới chia ra thời gian, mình cũng tu tập, mình cũng hoằng pháp, mình cũng dạy học. Thứ hai ấy, mình nghĩ mình cũng có nghĩ thêm, mình sống sao mà có lợi cho mình, lợi cho người. Mình sống sao có lợi cho mình, lợi cho người thì mình cũng chia thời gian ra được. Mình nghĩ cái gì lợi cho mình, cái gì lợi cho người. Chứ thật sự đó mình nghĩ, khi mình nghĩ rằng nếu ngày xưa đó, quý ngài ấy, mà không có dạy dỗ thì Phật pháp cũng không có kế thừa. Bởi vậy mình thấy cái thời kỳ Đức Phật độc giác và cái thời kỳ Phật toàn giác khác nhau chỗ rằng Đức Phật độc giác thì người nào có duyên để giác ngộ thôi, còn Đức Phật toàn giác đó, thì ngài thuyết pháp để tu tập, và cái sự tu tập đó mình quanh đi quẩn lại nhiều lần, và mình cũng làm, nếu mình đã giải thoát rồi thì mình cũng làm duyên để cho người ta có thể giải thoát. Như vậy thì con nghĩ rằng mỗi cái sự suy nghĩ của con người đó, nó sẽ tạo ra cái hướng tương lai cho bản thân của mình.
Ví dụ bây giờ mình nghĩ, ví dụ mình chưa giải thoát, mình chưa giải thoát thì mình làm những cái thiện sự công đức, mình cũng vừa tu, mình vừa làm những thiện sự công đức để mình tái sanh trở lại, mình còn gặp được Phật pháp. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo đó, thì mình thấy rằng có những lúc đó, Phật giáo đó thì những cái vị mà thánh nhân đó, này cũng biết được đó, nếu mà cái chánh pháp mà không có lưu truyền trở lại đó, thì cũng mai một. Và ở cái vùng nào đó mà chư tăng mà hoằng pháp đó, thì khi chư tăng mất rồi nó cũng còn cái thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư để duy trì. Còn nếu mà chỗ nào đó mình thấy luôn cả mấy cái đoàn hoằng pháp của Ayuasoka đó đi đó, mà giao đi đó, thì ở chỗ nào mà chư tăng đi được vài vị đó có thể tu độ được đó, thì giáo pháp đó nó truyền thừa lại được. Nhưng mà nếu chỗ nào có những cái vị mà đi qua cái hướng đó nhưng mà rồi không có truyền được nhiều, hoặc là một vài cái thế hệ rồi mất luôn. Chính vì điểm đó, nên mình suy nghĩ rằng tại sao mà như vậy, thì nó cũng có nhân có duyên. Mình gọi nhân duyên là điều kiện đó. Ví dụ bây giờ mình muốn độ đời thì mình dạy học, mình dạy cho người ta hành tu tập rồi đó, thì gọi là gieo nhân thì có duyên. Bởi vì cái nhân, ví dụ mình nói là mình làm việc thiện bằng vô tham vô sân trí tuệ là có ba nhân, thì khi mình làm việc thiện thì nó cho ra cái tâm quả. Tâm quả nó cũng có ba nhân, cũng có vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì như vậy rõ ràng đó, mình nếu mình hiểu theo Phật giáo, mình hiểu một cái cách mà nó cũng là dễ hiểu mà nó rất là sâu sắc đó. Là mình có làm thiện ba nhân thì có quả ba nhân. Thì như vậy những cái việc thiện gì mình làm mà mình mong cầu duy trì lại đó, đó là cái việc thiện, và cái việc mà để rồi tiếp nối lại cho cái thế hệ nó vẫn có. Như vậy tôi nghĩ rằng nhé, một ăn thua mình suy nghĩ và mình cũng cố gắng thôi. Mình gọi là mình vừa suy nghĩ mình phải cố gắng nữa, chứ còn nếu mình không cố gắng đó, thì mình gặp những cái nghịch cảnh đó, nhiều khi mình cũng chùng lòng, mình cũng không có tiến bộ được trong cái việc mà độ đời đó. Nó không phải dễ, thì con nghĩ cũng không phải dễ, nhưng mà mình cố gắng mình làm những cái việc cần phải làm đó mình làm. Thì sau này cũng có gặp một số vô tăng mà đi ra lập chùa tạo tự đó, thì cũng đi một mình. Thì sau này con chỉ khuyên là muốn muốn có Phật tử thì mình dạy học, hay là mình tổ chức thuyết pháp và thỉnh chư tăng tới thuyết, thì từ đó đó những cái người Phật tử họ vô chùa họ học hỏi đó, thì có thể là những khi họ phát tâm, hoặc là họ cho con cái của họ xuất gia, hoặc là con cái họ biết Phật pháp, thì cái điều đó nó có thể có thế hệ. Chứ còn nếu mà mình không á, mình chỉ tu, mình ở chùa rồi mình cũng làm những việc ở trong chùa thôi, mình tu tập, mình không có hoằng pháp á, thì khi mình mất rồi cũng không có thế hệ. Thì con cũng thấy có nhiều cái ngôi chùa đó, và sau này sư trưởng có nói rồi, con cũng có suy nghĩ những cái ngôi chùa nào mà chư tăng đi xa quá đó, mà vị đó đi thì vị có cái hạnh nguyện, nhưng mà vị đó tới mà không độ được, rồi sau đó vị đó chết rồi cái chùa đó cũng không có mở mang được. Và cái chỗ nào mà chưa tăng đi mấy vị đó, giống như bèo nó lan từ từ rộng ra đó, nghĩa là có sự hỗ trợ lẫn nhau. Bởi mình đi chỗ nào mà có chưa tăng tới ở, mà ở hỗ trợ qua lại đó, cho tu xuất gia rồi cũng dễ. Còn khi mình đi một mình đó thì rất là khó, bởi vì thường thường mình thấy một vị mà tu trì khu đó thì cũng phải có nhiều chư tăng, mà nếu mà mình đi có một mình đó, thì mình cũng rất là khó độ được. Chính cái điều mà sư trưởng nói lúc trước đó, cũng suy nghĩ rằng sư trưởng có cái kinh nghiệm nhiều năm trong cái vấn đề hoằng pháp, nên sư trưởng nói vậy thì con cũng suy nghĩ. Và sau này những cái điều đó cũng làm con suy nghĩ nhiều, có nghĩa là chùa chiền mà cứ gần với nhau đó, mình hỗ trợ với nhau được, nhưng mà xa quá đó, rất là khó. Ví dụ một vị mà chạy tới miền Bắc rồi lập cái chùa, rồi mỗi lần mà thỉnh chư tăng từ trong này ra cũng khó. Và nếu mà mình có một cái nội lực mạnh đó, mình hoằng pháp, mình thuyết pháp giảng đạo dạy học được thì đỡ. Còn nếu mà mình yếu kém, mình không có năng lực đó, thì tôi nghĩ rằng cái vị đó ra đó rất là khó thành công. Rất khó thành công khi mình chết rồi đó, cái chùa đó chưa chắc được có người kế thừa. Như vậy thì tôi nghĩ rằng một cái người mà
mình làm quân bình đó, mình phải có sự suy nghĩ và mình thấy được cái những cái kinh nghiệm của những vị đi trước, những vị kinh nghiệm của những vị đi trước và những vị trưởng lão đi trước, rồi mình cũng suy nghĩ về cái thạnh suy của Phật giáo, nó cũng là cái điều kiện để cho mình mở mang cái tri kiến của mình, và mình làm sao mà để có thể là tồn tại được, mình vừa hoằng pháp, mình vừa tu tập được, thì cái điều đó tôi nghĩ rằng phải có một cái sự suy nghĩ. Chứ còn nếu mà mình có thì mình gặp những cái trường hợp đó, cái tâm lực mình không mạnh đó, thì mình cũng chùng bước, rồi cuối cùng khi mình mất rồi thì mình cũng không có làm được cái việc độ đời. Thì theo tôi nghĩ rằng cái một cái người tu đó, thì mình cũng phải suy nghĩ rằng mình tu như vậy mình có thể chứng đắc được đạo quả ngay trong hiện tại để giác ngộ giải thoát hay không. Còn nếu không nó chưa có khả năng chứng đắc đó, thì mình gieo duyên. Mình gieo duyên sao mà để Phật Pháp còn, với cái tâm niệm như vậy đó là cũng là nhân để cho mình luân hồi trở lại, còn gặp Phật Pháp đó là quả. Thì con nghĩ rằng cái gì là cũng nhân quả. Theo con nghĩ như vậy nên để chính vì cái sự suy nghĩ mình theo Phật Pháp đó thì nó sẽ là chính xác hơn. Vì Phật Pháp là nhân quả, thì mình có nhân thì có quả, và mình cũng có sự suy nghĩ rằng cái việc giác ngộ giải thoát đó là một cái chặng đường dài, chứ không phải là một ngày một bữa mà giải thoát được. Thì có vài lời con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin Tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại, nếu có gì thì Tỉnh Thượng Tọa nói thêm. Sa thú cái kinh Thượng Tọa Pháp Lâm. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, Thượng Tọa có trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thượng Sư nghe được. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, tiếp theo câu của Thượng Tọa Pháp Đăng đó, chúng ta trở lại một cái kinh nghiệm thực tế trong đời sống, là ví dụ bây giờ chúng ta là một vị tỳ kheo, là một vị xuất gia lâu năm, mà nếu chúng ta gìn giữ sức khỏe tốt cho mình thì mình có thể phục vụ cho chùa chiền, cho Tam Bảo, cho chúng sinh lâu hơn. Nhưng mà nếu chúng ta dốc lòng làm việc thì chúng ta ít có bận tâm đến sức khỏe, mà chúng ta dốc lòng làm việc bị nhiều quá, thì đó là cuộc sống rất là tích cực, nhưng mà chúng ta không có làm việc được lâu. Thì dựa trên cái kinh nghiệm từ tàu từ xíu, có cách nào mà chúng ta vừa nghĩ đến cái lợi lạc cho phần đông một cách tích cực, nhưng mà vừa có tất cả là dưỡng quân, vừa có tất cả là mình nghĩ đến đường dài không? Xin cái thứ từ tàu quan nghĩ cho vài cái. Tại vì bài học ngày hôm nay chúng ta nói rằng mình nghĩ đến cái lợi, mình cho người khác gì, nhưng mà vì bản thân của mình không nên cho. Hiểu cách khác là chúng ta nghĩ rằng cái lợi ích bản thân và lợi ích của tha nhân nó phải quân bình. Nhưng mà ở đây chúng ta nói một cái thực tiễn trong đời sống và với kinh nghiệm cá nhân thì gọi, thì tiếp theo lời thì tỏ học răng xin thì tỏ quan nghĩ chia sẻ một vài kinh nghiệm so với đi này. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Nếu mà nói cho đúng cái thực tế của Pháp á, thì ở đây chúng ta cũng khó có thể biết được là mình sẽ sống bao lâu. Để mà mình duy trì sức khỏe và làm việc đường dài bởi vì
trong năm cái điều bất định, không có biết trước được cái sự bệnh tật, cái sự chết, nơi chết và cách chết là bất định. Chúng ta biết được cho nên theo chúng tôi thì chúng ta phải đi theo cái đường lối trung dung thôi. Không nên quá chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng mà cũng không nên tích cực phụng sự bất chấp sức khỏe ra sao. Bởi vì nó có hai cái tác dụng nghịch lý. Khi một người quá chăm sóc cho bản thân thì người này lại không có cái khuynh hướng để phụng sự cho Phật pháp hay phụng sự cho chúng sinh. Cái điều này chúng ta đừng chớ có nghĩ rằng mình có sức khỏe mình mới phục vụ được, đồng ý. Nhưng mà một người cứ là mỗi ngày cố gắng chăm chút cái sức khỏe của mình thì người đó không có thời gian để mà phụng sự cho giáo pháp, phụng sự cho chúng sanh đâu. Nó bị chi phối thôi quý vị. Còn cái điều thứ hai nữa là khi mình tích cực phụng sự mà bất chấp sức khỏe đó thì nó cũng có đôi khi nó mất cái hiệu quả, là bởi vì khi mà đã hoàng hoại, đã suy sụp cái sức khỏe rồi thì lúc bây giờ lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm là mình không thể mình tiếp tục phụng sự nữa, dầu cho có muốn cũng không được. Thế là bây giờ chúng ta phải trung dung, là tích cực. Lúc nào mình cảm thấy khỏe thì mình tích cực phục vụ, nhưng mà hãy lúc nào mình cảm thấy sức khỏe có vấn đề thì mình nên hạn chế lại, giảm bớt lại, không nên xả thân quá, không nên xả thân quá đáng. Đức Phật càng dạy ở trong Kinh Pháp Cú 166, dù lợi người bao nhiêu chớ quên lợi lạc tự thân. Nhờ hiểu rõ cái gì lợi cho mình nên chú tâm mưu cầu lợi lạc. Ở đây cái chữ Atattha
tự lợi chứ không phải là tư lợi. Người mà sống nghĩ đến tư lợi tức là chỉ mong tìm cái lợi ích cho mình thôi, sống ích kỷ, không muốn chia sẻ cho người khác, không muốn làm lợi cho người khác, đó là tư lợi. Còn cái tự lợi đó, người trí nghĩ những cái lợi là sự an vui nội tâm, hay là cái sự tái sanh về cõi trời, cõi người trong tương lai, hoặc là sự giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, tất cả những cái đó là phải do tự mình làm ra chứ không ai làm cho mình được. Như câu Pháp Cú Đức Phật nói, mẹ cha và bà con không ai làm gì được, chính tâm hướng điều chánh sẽ làm được tốt đẹp. Cái đó là chúng ta phải biết là những cái sự lợi ích ở trong cuộc đời này, những lợi lạc trong cuộc đời này là phải do tự mình tạo những cái nhân tốt thích đáng nó mới phát ra lợi quả. Cho nên ở đây trong câu này là Đức Phật này dạy để người trí hiểu được khi mà mình có lợi lạc, có sự an vui rồi thì mình mới có thể làm cho người khác an vui. Bồ Tát Siddhartha không phải là ngài thấy cái cảnh già bệnh chết rồi ngài thương xót chúng sanh, rồi ngài đi đến chăm sóc họ, hay là bỏ tiền ra để giúp đỡ họ đâu. Một ngày trước hết là ngài đi tìm cái đạo giải thoát. Khi bản thân ngài đã được giải thoát rồi đó, thì lúc đó ngài mới làm lợi ích cho chúng sinh khác. Cho nên làm tự lợi trước mới lợi tha sau. Như vậy thì khi mà phụng sự cho chúng sinh, phụng sự cho Phật Pháp á, thì mình phải tích cực. Nhưng không phải là tích cực bất chấp cái sức khỏe ra sao thì ra. Đó là cái khôn ngoan của người trí. Và khi mà chăm sóc tốt cho bản thân đó, thì chăm sóc vẫn là chăm sóc, nhưng mà vừa phải, đừng để cho nô lệ cái xác thân này. Mình không làm nô lệ cho xác thân này, không nô lệ cho cái ăn, cái mặc, vì khi mình nô lệ cho cái xác thân này nhiều quá đó, thì mình sẽ không làm được gì gì. Ở trong Thanh Tịnh Đạo, ngài Bố Thất Khô Xá, ngài có nói đến một điểm mà chúng tôi rất là tâm đắc. Khi vị hành giả bị bệnh,
Thì cũng phải tạm ngưng cái việc mà tích cực hành thiền để mà chữa trị, để mà uống thuốc. Nhưng mà trong 2-3 ngày, nếu mà trị hoài, uống thuốc hoài mà không hết, thì lúc đó hành giả phải suy nghĩ rằng ta đã làm đầy tớ cho cái xác thân này lâu rồi, nay thì ta sẽ không làm đầy tớ cho nó nữa. Thì mình lo cái việc mình tu tập. Như vậy thì lúc ban đầu mình cũng nhân dưỡng, tức là mình cũng phải chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cái xác thân này, nhưng mà đừng có làm nô lệ cho nó. Đó là cái cách mà chúng ta sống trung dung, trung đạo. Chúng tôi có một vài điều để chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giới Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, bất thi tội từ xưa, thì tôi trả lời cho một câu đó rồi nữa rồi thì tôi đi nghĩ. Chúng ta có vấn đề đó là đôi khi chúng ta chỉ ứng cái chữ là vị kỷ hay là vị ngã, nhưng mà ở trong số bài kinh, như trong khi pháp cú hay trong bài kinh này, thì Đức Phật ngài dạy rằng không nên cứ vì cho người khác mà mình quên đi cái lợi ích bản thân của mình. Thì chúng ta nói như thế nào là chính xác, nói như thế nào là đúng theo lời Phật dạy về những này, chúng ta có nghĩ về bản thân của mình hay không, và cái tinh thần vị ngã nó có đáng để lên án như vậy hay không. Xin cái tinh thần tổ quan hệ trả lời nói thêm về điều này. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng cái lời dạy này của Đức Phật. Nếu không khéo suy tư thì chúng ta hiểu sai cái tâm ý của Đức Phật. Dẫu lợi người bao nhiêu chứ quên phần tự lợi. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi nhắc cái câu chuyện mà tôn giả Sariputta ngài nghe các vị tỳ kheo từ ở sau thi đi du phương đến chỗ ngài Sariputta, và tôn giả Sariputta ngài hỏi thăm các vị tỳ kheo, các thị giả có biết và lâm môn thanh nhân chân lý ở tại sau thi có được khỏe mạnh không? Bởi vì Bà La Môn Thanh Năng Chân Lý là chỗ thân tình với tôn giả Sariputta, cho nên ngài mới hỏi thăm. Thì các vị tỳ kheo cho biết rằng ông Bà La Môn Thanh Năng Chân Lý vì làm việc quan cho vua Pasenadi tất bật công việc và hơn nữa
do có cái sự quyền hành ở trong trong tay nên có đôi khi xử sự nó hơi quá đáng. Và tôi giả sơ luôn tá nhân một dịp mà ngài trở lại sau khi ngài đến tư gia của Bà La Môn Thanh An Chánh, ngài hỏi ông có được an vui không, ông có sống không phóng dật chăng, không dễ vui chăng? Thì ông Bà La Môn Thanh An Chánh nói thưa tôn giả, làm sao con có thể được an vui, làm sao con có thể không phóng dật, không dễ vui được, trong khi con có nhiều việc cần phải làm, có cha mẹ cần phải nuôi dưỡng, có bạn bè cần phải thù tạc, có vợ con cần phải cung cấp, rồi phải bận cái việc vua giao vân vân, cho nên sống phải bị phóng dật chỉ vui thôi. Thế thì tôn giả Sa Huy Tán ngài mới thuyết một bài pháp cho ông Bà La Môn này thế này chân lý. Một người vì cha vì mẹ mà người đó phải làm cái điều ác như sát sanh, trộm cắp vân vân. Rồi sau khi chết người đó sanh xuống địa ngục, gặp quỷ sứ canh giữ địa ngục, nó bắt đi và nó chuẩn bị hành hình, thì người này có thể nói rằng các ông đừng có hành phạt tôi. Tôi vì cha vì mẹ mà làm các cái điều phi pháp như vậy. Này Bà La Môn Thanh An Chánh Đế, người đó có thể biện hộ lý do là vì cha mẹ, vì nuôi dưỡng cha mẹ mà phải làm các cái ác nghiệp đó, có thể nói gì được không? Hay là quỷ sứ địa ngục vẫn lôi kéo người đó vào trong chảo dầu? Thưa tôn giả, dầu cho người đó nói thế nào thì hễ tạo ác nghiệp thì xuống dưới là bị quỷ sứ hành hình thôi. Thì thưa quý vị, rồi ngài mới nói đến cái chuyện mà một người vì vợ con, vì bạn bè, vì vua, vì quan đó, rồi cuối cùng ngài kết luận là có nhiều nghề nghiệp chân chính để làm, có thể nuôi dưỡng cha mẹ mà không làm các ác nghiệp. Vị trí thì chúng tôi nhắc lại cái giai thoại này, cái câu chuyện này để chúng ta hiểu ở đây một điều là không nên vì lợi ích của người khác, có nghĩa là không nên vì nuôi dưỡng họ, không nên vì chăm sóc họ mà bỏ đi cái phần tự lợi. Tự lợi ở đây có nghĩa là tránh được ác nghiệp và tạo được cái phước báo. Người mà tránh được ác nghiệp không làm và tạo được những thiện pháp để đem lại quả tốt đẹp làm hậu hướng cho đời sau thì đó gọi là tự lợi trong ý nghĩa Phật ngôn. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chứ cái câu này hiểu một cách tầm thường đó, một cách rất thường thức đó, thì người ta nghĩ rằng là Đức Phật này vẫn sử dụng đệ tử là sống đừng có vị tha quá, phải vì mình chút xíu, tức là mình muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn mặc cái gì thì mặc, muốn sát sanh hay là muốn trộm cắp, được tài sản có bao nhiêu
mình thủ lợi được thì mình cứ giữ lợi. Không phải vậy, không phải Đức Phật ngài dạy cái kiểu đó, mà ngài dạy chớ quên phần tự lợi. Là ở đây đó, là chớ có làm những ác nghiệp để mình phải bị lãnh chịu cái hậu quả đắng cay, và chớ có bỏ qua những cái thiện pháp, những cái công đức, những cái phước báo để làm cái chỗ nương tựa trong ngày vị lai, làm tài sản mang theo. Đó là Đức Phật ngài dạy về. Cho nên trong cái nghĩa của Atattha là tự lợi đó, là chúng ta phải hiểu như thế. Thì ở đây đó, chúng ta có một vài điều để chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thủ kính trình ạ. Thượng Tọa thực sự thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Thượng Tọa pháp tân như Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh Thượng Tọa pháp tân trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ. Thì đó tên khi mà Đức Bồ Tát ngày xả thân để hành ba la mật hạnh, chúng ta gọi là Paramattha Parami, ở cái mức độ mà ngày bố thí, ngày trì giới vân vân, mà ngày có thể quên đi mạng sống của chính mình, thì ở trong sự thực hành ba la mật hạnh đó, có phải chăng là ngày không nghĩ đến cái lợi ích bản thân, hay là mặc dù ngày bỏ mạng sống nhưng mà ngày cũng ngày hy sinh mạng sống, nhưng mà đó cũng là một cách để quân tu ba la mật hạnh cho hành trình dài của ngài. Thì Thượng Tọa nghĩ sao về điểm này? Kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Minh Hạnh, Tề Tri, Đức Tề Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì theo ý nghĩ của con thì con nghĩ rằng đối với Đức Bồ Tát thì ngài xả thân để mà ngài hành ba la mật, thấy rằng có những kiếp mà chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dường như là bố thí ngoài cái vật ngoại thân ra, vợ con rồi tài sản rồi luôn cả cái tính mạng của ngài, để ngài cầu cái đạo vô lượng giải thoát. Bởi vì khi mà ngài làm những điều đó, con nghĩ rằng cái tâm lực của một vị Bồ Tát rất là lớn, rất là mạnh, rất là mạnh. Bởi vì chỉ có những vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác ngài mới có thể xả thân để mà thực hiện những cái điều đó, để nhằm mà hoàn tất các pháp độ ba la mật, mà để trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên là khi mà ngài thực hiện những điều đó là cái tâm nguyện của ngài lớn, cái tâm nguyện của ngài lớn. Khi mà bởi vì ngài hiểu rằng là cái công đức hạnh, công hạnh mà làm các cái pháp độ, thực hiện các cái pháp độ để sau này trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, thì cái đó đòi hỏi cái sự công phu và trải qua với cái thời gian rất là nhiều, mà phải nói là cái tâm hạnh, tâm nguyện rất là lớn mới có thể thực hiện được những điều đó. Và cái điều mà con thấy đó là khi mà Đức Bồ Tát ngài khi mà chưa giác ngộ thì ngài làm cái việc gì đó cũng có được cái sự lợi ích cho tha nhân, cho tha nhân.
Bên cạnh đó thì ngài cũng có cái việc là cầu cái đạo vô thượng giải thoát, có nghĩa là cố gắng để thực hành những cái hạnh nguyện, cái pháp độ ba la mật để sau này giác ngộ thành Phật, để rồi đem cái giáo pháp này để đem đến mang đến cái sự lợi lạc cho chư thiên và loài người. Cho nên là vừa là ngài khi mà thực hiện xả thân như vậy để mà thực hiện cái pháp bổ thí hay là những cái hạnh độ hạnh nguyện khác để bổ túc Phật độ ba la mật, thì con nghĩ là cái tâm tâm lực của một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác rất là mạnh, rất là lớn. Như vậy thì ngài cầu cái đạo vô thượng giải thoát, vừa là mang đến cái sự lợi lạc cho chúng sinh, nhưng mà bên cạnh đó thì ngài cũng cầu cái đạo giải thoát, có nghĩa là nghĩ đến cái tự lợi cho cái sự lợi lạc đó. Để gì? Một điều đó là chỉ có cái đạo lộ giải thoát, tức là cái giáo pháp này đó, mới thật sự là mang đến cái sự lợi lạc lâu dài, rộng lớn cho tất cả quần sinh được. Còn nếu không có cái giáo pháp này nè, thì không thể mang đến cái sự an lạc tuyệt đối cho quần sinh được. Là vì vậy cho nên là con nghĩ rằng cái tâm nguyện của một vị chánh đẳng giác đã lớn như vậy đó, và mạnh như vậy đó, thì mới có thể thực hiện được các cái pháp độ. Và điều đó đó là nếu như mà không có được những cái pháp độ cũng như là tâm nguyện lớn như vậy thì không thể nào mà có được cái quả vị chánh đẳng chánh giác được. Là vì vậy cho nên sau khi mà ngài giác ngộ rồi đó, thì con nghĩ rằng cái điều đó ngài quả thật là giống như là đã cái tâm nguyện đã thành, để rồi là ngài đem cái giáo pháp này ra để mà ngài truyền đạt đến cho chư thiên và nhân loại. Vì vậy cho nên là có lúc ở trong kinh ghi lại là khi mà Ma Vương để mà có cái ý để thỉnh Đức Phật Niết Bàn đấy, thì Ma Vương cũng nói là cái việc mà ngài ngài độ chúng sinh từ cái hàng tứ chúng, ngài đã tiếp độ như vậy được lợi lạc rất nhiều rồi, thoát ra khỏi sanh tử luân hồi vậy, thì như là những cái nguyện độ Đức Phật, cái tâm nguyện của ngài đã viên mãn, ngài đã tế độ chúng sinh lợi lạc cho chư thiên và loài người rất là nhiều như vậy. Thì con nghĩ rằng là từ khi mà còn là một vị Bồ Tát thì ngài đã có cái mang đến cái sự lợi lạc cho quần sinh rồi. Ở bên cạnh đó thì ngài cũng không quên cái phần 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 tự lợi, đó là sao, là làm sao để viên mãn cả cái pháp độ ba la mật để giác ngộ thành Phật. Sau đó thì sau khi mà ngài thành Phật rồi, ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ đề rồi, thì trong suốt 45 năm đó thì ngài cũng quả thật là ngài cũng thuyết pháp từng các cái hội chúng, từ chư thiên rồi cho đến Sa môn, Bà la môn, rồi các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ, ngài cũng đều thuyết pháp để độ đời. Mà nhờ đó cái giáo pháp của ngài lan rộng tới ngày hôm nay, hoằng truyền đến ngày hôm nay. Thì đọc quả thật là con nghĩ rằng cái công hạnh của một vị Bồ Tát đó rất là lớn. Và do vậy đó thì khi mà ngài đắc đạo, ngài thành Phật để giác ngộ dưới cội cây Bồ đề đó, thì ngài mới thật sự là đã đem cái khả năng, cái năng lực của một cái vị chánh đẳng chánh giác truyền lại Phật pháp cho nhân loại lợi lạc rất là nhiều, cho chư thiên lợi lạc rất là nhiều.
Cho nên ở trong kinh thì nói rằng ba cái hạnh giác ngộ, từ là thinh văn giác hay là độc giác hay là toàn giác, thì cái bậc toàn giác là một cái bậc mà phải trải qua các cái công hạnh pháp hộ được đầy đủ, đầy đủ được viên mãn như vậy của cái hạnh nguyện của một vị chánh đẳng chánh giác. Vì vậy cho nên là khi mà giác ngộ rồi đó thì ngài mới đem cái giáo pháp này hoằng truyền. Ngài cũng mong muốn là cái sự lợi lạc này đến cho tất cả mọi loài, từ chư thiên cho đến nhân loại cũng được sự lợi ích. Cho nên là cái ý nghĩ mà Đức Phật ngài mong muốn là cái mọi loài, mọi chúng sinh đó, đều được lợi lạc ở trong Phật pháp này. Đó là cái hạnh nguyện của một vị chánh đẳng chánh giác. Ngài đã nhờ cái việc mà ngài thực hành pháp độ đó mà ngài được giác ngộ thành Phật. Các cái công hạnh ngài thực hiện được đầy đủ viên mãn, cho nên ngài giác ngộ thành Phật. Và bên cạnh đó thì ngài cũng đã đem đến cái sự lợi lạc cho rất là nhiều, từ cái việc mà ngài lợi ích cho ba cái việc mà lợi ích cho quyến thuộc, mà ngài đã tiếp độ cho quyến thuộc được hướng đến giáo pháp này, giác ngộ thành Phật, tu tập. Rồi là ngài đã lợi lạc cho cái sự giác ngộ để thành Phật, sau này thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Và ngài lợi lạc cho quần sinh, tức là chư thiên và loài người, sau khi mà được ngài giáo hóa, lời dạy giáo truyền đạt cái giáo pháp này, thì những cái người, những chúng sinh đó đều được cái sự lợi lạc. Thì có nghĩ rằng đây là một trong những cái hạnh nguyện của vị chánh đẳng chánh giác, từ đầu đến cuối, có nghĩa là từ khi còn là Bồ Tát cho đến khi mà thành Phật, cũng mang đến cái sự lợi lạc cho rất là nhiều. Nhờ như vậy mà ngài giác ngộ thành Phật chánh đẳng chánh giác khi mà ngài còn là Bồ Tát, có cái thực hiện các cái pháp độ ba la mật được viên mãn. Con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, kính trình thượng tọa Phật. Thưa quý Phật tử, còn vài phút sau của chương trình, chúng tôi xin tiếp lời của chư Tôn Đức để đóng góp vào trong bài học ngày hôm nay. Nhưng bài học ngày hôm nay chúng tôi nhớ là khi chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa đó, thì có một bài kinh, mà bài kinh này là do ngài Narada ngài viết bằng tiếng Anh và bác Phạm Kiều Khánh dịch là bằng tiếng Việt. Thì chúng tôi cũng rất là thích bài kinh này. Và cho đến giờ này thì chúng tôi cũng rất là quý bác Phạm Kim Khánh, là một vị cư sĩ có nhiều điểm rất là khả kính. Khi mà tụng bài kinh về Ba La Mật thì có câu là nguyện cho con phục vụ, nguyện cho con được hoàn toàn để phục vụ và phục vụ để hoàn toàn. Thì nghe câu nghe cũng hay, phục vụ để hoàn toàn, hoàn toàn phục vụ. Nhưng mà trong tâm tư của chúng tôi đó, thì chúng tôi có cảm tưởng như là có cái gì đó nó không ổn với câu này. Phục vụ để hoàn toàn là một đòi hỏi rất cao, là để đi đến chỗ hoàn hảo, hoàn toàn. Và hoàn toàn để phục vụ thì chúng tôi tự đặt câu hỏi rằng ủa, tại sao mà mình phải chờ tới hoàn toàn mình phục vụ? Sau này khi chúng tôi ra nước ngoài học tiếng Anh đó, thì chúng tôi mới biết là cái câu đó dịch có một chút hơi sai. Tại vì cái chữ serving là phục vụ, nhưng mà perfecting thường thường chúng ta nói perfect là hoàn hảo, nhưng mà perfecting không phải là hoàn hảo, mà perfecting tức là cải thiện hay là tu thân để được tốt hơn. Nói cách khác là perfecting có nghĩa là mình làm cái việc đó để dần dà đến cái chỗ tốt nhất mà mình có thể làm được, gọi là perfecting. Perfecting không phải là hoàn toàn. Thành ra, nếu mà chúng ta
dịch đúng nghĩa cái câu đó trong tiếng Anh đó sang tiếng Việt á, chỉ chữ serving là chúng ta phục vụ là được, phụng sự là được. Nhưng mà perfecting thì chúng ta không nên dịch là hoàn toàn, mà chúng ta dịch là tu thân, tu thân hay là cải thiện bản thân. Thì như vậy đó, là chúng ta có thể dịch như vậy là nguyện cho con và con nguyện tu thân để phục vụ, để phụng sự, và phụng sự để tu thân. Tại sao chúng ta dắt cái câu này? Là tại vì mình phụng sự cho cuộc đời cũng là cách để tu thân, nhưng mà mình tu thân cũng là cách để phụng sự. Hai cái này á, nó tai bên tai, lòng bên lòng, nó đi liền với nhau. Và đây là một điểm rất là tế nhị ở trong đời sống của chúng ta. Lấy ví dụ như là một cái người con ở trong gia đình có bằng high school rồi, nhưng mà rồi bây giờ phải làm một quyết định rất là quan trọng, là mình nên nghỉ không vào trong đại học nữa để lo cho gia đình. Tại vì gia đình cần tiền, và mình không nên là gánh nặng cho gia đình nữa. Nhưng mà mình phải suy nghĩ lại, là đôi khi mình phải ráng học, cố gắng học để cố gắng học để mình có được cái bằng đại học, có bằng cấp cao thì mình sẽ giúp cho gia đình tốt hơn. Còn nếu mà mình nghĩ là vì gia đình mình bỏ dở việc học đấy, chúng tôi nói điều này không phải trách móc những người bỏ học đấy chừng, nhưng mà đôi lúc đó thì chúng ta phải compromise, là chúng ta phải làm một cái thỏa hiệp giữa cái lựa chọn này, lựa chọn kia. Nó có lựa chọn nào lưỡng toàn hoàn toàn hết. Thì thưa quý vị, chúng ta nói đến phụng sự, phụng sự để tu thân và tu thân để phụng sự đó, thì đây là cái quan niệm mà chúng ta nên đặt rõ và làm sáng trong đời sống của chúng ta. Phụng sự tam bảo, phụng sự cho cuộc đời cũng là cách tu thân. Và mình tu thân tức là mình trau dồi về tánh hạnh, cái trau dồi về niệm và định, trau dồi về tri kiến. Sự trau dồi đó nó cũng là một phần của sự phụng sự. Lấy ví dụ như là ở xã hội Tây Phương á, người ta quan niệm rằng mình muốn làm một việc gì tốt á, mình phải được training, phải được huấn luyện. Bây giờ nói không, tôi ra phụng sự liền, tôi không có cần được huấn luyện. Thì đồng ý là mình cũng có thể dùng đôi tay của mình, đôi chân của mình để có thể giúp cho người khác. Nhưng mà chúng ta sẽ giúp theo cách thức thủ công hay là giúp theo cách thức thiếu chuyên môn. Vì vậy chúng ta cần trau dồi cái kỹ năng, trau dồi kiến thức của mình để mình có thể làm việc được tốt. Thì tương tự như vậy trong cuộc sống tu tập này. Do vậy khi mà chúng ta nói rằng tu thân để phụng sự và phụng sự để tu thân á, thì hai việc đó nhiều lúc nó cần chúng ta có một sự quân bình, và chúng ta không nên quá cực đoan. Có nhiều người cực đoan nói rằng mình tu là mình phải sống vì người khác hết, đừng nghĩ tới bản thân của mình. Thì Đức Phật ngài dạy điều đó cũng là một điều sai thật. Mình nghĩ phụng sự với người khác mà mình không chịu học, mình nghĩ phụng sự cho người khác mình không trau dồi bản thân của mình, mình nghĩ phụng sự cho người khác mà mình không có làm sao cho tâm của mình được tốt hơn. Bởi vì quý vị thấy có nhiều người đi chùa nhảy ra xung phong làm việc gì đó, và tình nguyện làm việc gì đó, nhưng mà không hiểu Phật Pháp. Mình không hiểu Phật Pháp mình đi, mà mình đi làm chứng đạo á, có nhiều khi nó còn không chứng đạo hơn nữa, nó làm còn tệ hơn nữa. Có nhiều người nói là mình lo cho tam bảo, nhưng mà cái hành, cái sở hành của mình, cái lối sống, cái sinh hoạt của mình nó lại làm hại đạo chứ không có lợi cho đạo. Thành ra mình phải tu thân, mình phải phụng sự được. Và trong cái sự phụng sự thì đừng nghĩ rằng phụng sự là chỉ có lo cho cuộc đời không, mình còn tu tập bản thân mình nữa. Thì điều đó chúng ta thấy rõ ràng là qua cái cách của chư vị Bồ Tát hành Ba La Mật Hạnh, thì các ngài kết hợp cả hai, vừa là tu thân và tu tập bản thân của mình, mà vừa là phụng sự cho đời. Và cái việc phụng sự cho đời, dù là bỏ vật ngoại thân, bỏ tứ chi hay là bỏ cả mạng sống, thì cái chuyện đó nó cũng là một phần của sự tu tập Ba La Mật Hạnh. Và thưa quý vị, chúng ta nói sang một đoạn khác ở trong bài kinh ngày hôm nay.
Đó là thật ra trong cái câu đầu là một câu nói rất là thú vị, khi mà vị thiên hỏi rằng cái người mà mưu cầu lợi lạc cho bản thân, cái người nghĩ đến lợi, mong cầu lợi ích cho bản thân, thì cái gì không nên bo cho, cái gì không nên bỏ. Thì điều này nó hơi trái ngược lại với cách nói thông thường của những người tu, là mình tu là phải cho hết, phải tu là phải bỏ hết. Nhưng mà Đức Phật nói tu hết bỏ, cho bỏ hết, nhưng mà có thứ không nên cho là không có nên quên đi cái sự tu tập bản thân của mình, quên đi cái lợi ích bản thân, quên đi cái lợi lạc cho bản thân. Và trong câu hai câu sau á, thì cái gì tốt thì nên bỏ ra, mà cái gì gọi là xấu, cái xấu, cái xấu, tốt là nên bỏ ra, cái xấu là giữ lại, thì tôi nghe nó cũng trái tay lắm. Tại vì thường á, là cái xấu là cho nó đi đi, xả ra, còn cái tốt giữ lại. Nhưng mà Đức Phật này nói ở đây là cái lời nói tốt lành á, thì nên buông ra, nên cho nó thoát ra. Và lời nói nào tốt nên thoát ra, còn cái lời nói là ác khẩu hay là lời nói quấy đó thì nên giữ lại. Là khi mà lời nói giữ lại không có nghĩa là mình chắc chứa điều xấu, mà lời nói giữ lại là mình biết uống lưỡi 7 lần trước khi mình thốt thành lời, mình biết để làm thế nào đó mà mình giữ lại. Về điều này đó thì sự tổ Pháp Tân vị giảng sư hôm nay đã giải thích đầy đủ. Chúng tôi chỉ muốn nói thêm một điểm như vậy, là bây giờ thỉnh thoảng người ta có cái phong trào gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu tức là không nói gì hết. Dạ, không nói gì hết. Nếu cần chuyện gì thì chỉ dùng cái viết để mà viết ra, gọi là bút đàm. Thì có nhiều người hâm mộ điều đó. Thậm chí chúng tôi gặp nhiều vị tu sĩ xem cái việc đó là một pháp tu, một cái đặc hạnh. Nhưng mà thì chúng tôi thưa quý vị là cách đó không có được Đức Phật ngày dạy đâu. Dạ, Đức Phật ngày dạy rằng khi mà mình nói đó, thì những lời nói nào mà nó đúng với sự thật, lời nói nào có lợi ích, lời nói nào hợp thời, lời nói với lòng từ thì mình nên nói. Còn cái lời nói nào mà không đúng với sự thật, nó không có hợp thời, nó không có lợi ích thì không nên nói, nó không đi lòng từ không nên nói. Dạ, thì Đức Phật ngày dạy rõ là có những thứ nên nói và có những thứ không nên nói. Và thật ra dù là mình nói hay là mình biết á, thì nó cũng là cách biểu đạt bằng truyền thông hết. Dạ. Mình đừng nghĩ rằng mình tịnh khẩu là mình đến thinh nghĩa là tốt. Nếu mà mình tịnh khẩu mình viết email chữ người khác cũng vậy thôi. Hay là tịnh khẩu mà mình dùng cái biết, mình chưa biết những cái câu mà nó không tốt thì nó cũng không tốt. Chúng ta là con Phật, có đôi khi chúng ta không học kỹ lời Đức Phật dạy, mà chúng ta bài, chúng ta chế ra những chuyện đó gọi là quá đà. Chúng ta chế ra những chuyện mà không nên. Đức Phật kệ không có dạy chúng ta lúc nào cũng im lặng, và ai hỏi cái gì thì cũng lấy cái viết ra, không phải như vậy. Thì Ngài khuyên rằng có những lời nói tốt thì rất là nên nói. Chính bản thân của Đức Phật và các vị A-la-hán, các ngài cũng nói khi các ngài thấy rằng điều đó mang lại lợi lạc người khác. Và một khi mà cái gì đó mà nó không có lợi thì ngài sẽ không có ngạc ngày mình nên mình nên nên biết kiệm lời. Dạ, nên kiệm lời. Và chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử một điểm như vậy là cái chuyện mà bớt nói hay ít nói lại đó, nó lợi lạc cho chúng ta lắm. Đa phần á là có người mà gây phiền phức nhiều là tại nói nhiều quá. Chúng tôi nhớ hồi xưa ở gần Sĩ Nguyên, có nhiều khi sư sửa cái câu mà nghe cũng vui, nhưng mà thật ra nó rất là ngày xưa ta nói đa ngôn đa quá, đa ngôn đa quá là càng nói nhiều càng lỗi nhiều. Thì sư nói coi vậy chứ, cái nhiều khi đa ngôn đã quá, cái nhiều khi nói nhiều nghe nó cũng sướng miệng, gọi là đa ngôn đã quá. Nhưng mà phải nói một điều là ở trong đời sống đó, mà cái người nào nói nhiều giống gì cũng nói thì thường là không nói sai sự thật thì cũng nói xấu người khác, không nói xấu người khác cũng nói chia rẽ, không nói chia rẽ cũng nói nhẩm với vô ích. Thành ra ở trong đời sống mình kiệm lời, bớt nói lại là tốt. Dạ, bớt nói tốt hơn là mình nói nhiều, gặp cái chuyện gì cũng nói, gặp chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nói hết. Và nhiều lúc mình nên tu tập bằng cách là mình thử bớt nói lại. Dạ, bớt nói. Cái con người chúng ta sống trong thời đại mà đôi khi chúng ta nói quá nhiều, chuyện gì cũng nói hết, cái chuyện gì cũng có ý kiến hết. Và cái đó nó làm cho cái tâm tư của chúng ta phóng dật. Ở trong kinh đó thì có nói là
hơi thở là thân hành. Dạ. 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 Mà tâm tứ là khẩu hành. Dạ, khẩu hành. Là khi mà mình nói mình hay, thí dụ như bây giờ á, mình nói chuyện tốt, tâm mình nghĩ tốt. Mà mình nói chuyện xấu, tâm mình nghĩ xấu. Mình nói chuyện chính trị, tâm mình nặng về chính trị. Chuyện thị phi, mình nói về chuyện thị phi, tâm mình nặng thị phi. Dạ, tại vì khi mình nói thì phải vận dụng cái đầu óc mình. Mà vận dụng đầu óc mình thì nó phải đi với cái đề tài. Thật ra cái người tu á, biết là tu thiền thì rất là kiệm lời và bớt nói lại. Và khi nói thì biết cái gì cần nói. Cái chuyện mà mình nói một cách vừa phải cũng là một cách tu. Trong đời sống con người mà gặp chuyện gì cũng nói hết, và lúc nào cũng muốn nói và có cái nhu cầu để nói đó, thì nên coi chừng. Cái người tu á, là nên tránh cái trường hợp đó. Người tu á, là nói là một cái gì cần thì nói, mà sự im lặng á, nó là một nghệ thuật sống. Im lặng là một cách sống, và im lặng là một cống hiến cho những người chung quanh. Cuộc đời nó có điều trớ trêu như vậy, là người ta hay để ý đến lời nói của người khác, nhưng mà người ta không nghĩ đến sự im lặng. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm cho kỹ đó, thì cái cuộc sống này mà chúng ta được bình yên đó, nhờ cái sự im lặng của những người chung quanh. Dạ. Chúng tôi nhớ khi ở Việt Nam mà có cái đám tang hay đám cưới hay gì đó thì người ta ồn ào lắm. Dạ. Và bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vào trong các cái tang lễ ở nhà nguyện đó, mà người Việt Nam đông đến cũng có dừng lung tung hết. Nhưng mà những người lớn ở Mỹ thì quen cái văn hóa người Mỹ là vào cái chỗ tôn nghiêm như chỗ đám tang hay chỗ được cần thiết thì giữ sự im lặng. Sự im lặng là một cống hiến. Dạ, sự im lặng. Chúng ta sống, chúng ta nên thay đổi về cái văn hóa một chút. Người Việt Nam và ảnh hưởng người Trung Hoa đó, đôi khi xí xô xí xào chúng ta nói nhiều lắm. Chúng ta nói nhiều. Cái sự bất nói của chúng ta đó, nó giúp, nó là một quà tặng rất tốt cho những người xung quanh, đồng thời nó cũng là một quà tặng rất tốt cho bản thân của mình. Một người biết sống một mình là người có khả năng sống mà không cần phải nói chuyện điện thoại, hay là không cần nói chuyện này chuyện kia. Và ở trong các trường thiền, các vị thiền sư thường lưu ý chúng ta một việc là chúng ta muốn hành thiền và muốn phát triển niệm và định tốt thì chúng ta phải có khả năng im lặng. Còn lúc nào cũng cần nói, có nhu cầu để nói, đúng cũng nói, sai cũng nói, tốt cũng nói, xấu cũng nói thì mà chúng ta nói hoài đó thì chúng ta khó tu lắm. Không có người nào mà có tật ham nói mà tu được hết. Thành ra bớt nói nó cũng là một cách để tu tập. Vì vậy nếu Phật ngày dạy là như vậy, là cái tốt mà phải cho ra đó là đó là lời nói tốt lành, và cái xấu mà cần phải giữ lại đó là lời nói ác xấu. Dạ. Thì thường người ta nói rằng cái tốt thì giữ lại, và cái xấu thì phải cho nó ra. Nhưng mà không, cái cho ra ở đây đó là lời tốt, nhưng mà cái giữ lại đó là lời ác xấu. Một cách nói rất là ngược do câu hỏi vị chư thiên, nhưng mà ở đó cũng có nhiều điều rất là thú vị. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đạt Ma. Kính thiền chi tôn đức đã vào rung địa thích giảng định lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt Phật tử. Cùng chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.